Mr. Định xin kính chào quý khán thính giả. Khi học tiếng Anh nhiều một chút rồi, cao hơn một chút rồi, quý khán thính giả sẽ thấy có một phần kiến thức rất khó nhưng vô cùng quan trọng. Đó là cụm động từ mà tiếng Anh gọi là phrasal verbs. Cấu trúc của nó là một động từ và đi sau là một giới từ. Một động từ có thể ghép với nhiều giới từ và ngược lại một giới từ cũng có thể đi sau nhiều động từ và mang nghĩa khác nhau thực sự rắc rối và đau đầu. Trong tiếng Anh nhắc tới phần này thì có vô vàn những cụm động từ. Vậy thì học tới bao giờ, học bao nhiêu cho đủ? Để học hết chắc chắn sẽ phải có một cuốn chuyên về cụm động từ thông dụng và dễ hiểu cho quý khán thính giả. Chắc chắn trong tương lai sẽ có một cuốn sách rất hay, rất dễ hiểu về cụm động từ trong tiếng Anh để phục vụ quý khán thính giả. Nhưng hiện tại quý khán thính giả cũng không cần phải chờ đợi mà ngay trong cuốn sách 3.000 từ tiếng Anh cũng có tới gần 200 cụm động từ thông dụng mà chỉ cần 200 cụm động từ thông dụng này, quý khán thính giả đã có thể gạt bỏ nỗi lo về cụm động từ rồi. Xin mời quý khán thính giả hãy dành ra một phút để nhìn vào phần mục lục của cuốn sách tập 2 3.000 từ tiếng Anh. Trong cuốn sách này có tới 11 bài, những cụm động từ thông dụng. Chúng ta có bài 92, những động từ thông dụng với over, 94 với giới từ away, 95 với giới từ back, vân vân. Thế nhưng học xong quý khán thính giả cần phải thực hành, thực hành đi thực hành lại thì chúng ta mới nhớ được. Chính vì vậy trong video hôm nay, Mr. Định xin giới thiệu với quý khán thính giả bài tập số 3 trong unit 99, những động từ thông dụng ghép với giới từ in. Ở bài này quý khán thính giả sẽ học và ôn tập 15 động từ thông dụng thường ghép với giới từ in. Quý khán thính giả quan tâm tới bộ sách này có thể liên hệ với Zalo 0934852776 hoặc truy cập vào đường link website tiếng Anh siêu dễ mrdinh.com ở phần mô tả phần dưới video này. Từ số 1 điền vào chúng ta có động từ fear, feeling. Từ số 2 tham gia vào join in, join Làm thủ tục đăng ký check in, check in. Vào xe get in lợi dụng cashin cashin cắm phích điện vào plug in plug in. tin vào believe in believing để cho ai đó vào let somebody in let somebody in câu số 9 ghé thăm ai đó drop in drop in thành công về việc gì succeeding succeeding nộp hand in hand in vào trong come in come in lừa đảo take in take in. yêu ai đó phải lòng ai đó fall in love fall in love và chuyên về lĩnh vực gì specializing specializing và để tăng cường thêm khả năng nhớ các cụm từ này xin mời quý khán thính giả sẽ làm bài tập số 2 ở bài tập số 2 này quý khán thính giả sẽ nghe và sắp xếp các từ cho sẵn thành một câu đúng có chứa các cụm động từ với giới từ in. Câu 1. Tôi vào được không? Can I come in? Can I come in? Câu 2. Hãy cẩn thận hoặc bạn sẽ bị lừa đấy. Be careful or you will be taken in. Be careful or you will be taken in. Câu 3. Xin đừng lợi dụng làm từ thiện để kiếm tiền. Please don't cash in doing charity to earn money. Please don't cash in doing charity to earn money. Câu 4, hãy điền vào đơn này. Please fill in this form. Please fill in this form. Câu 5, tôi luôn tin vào bạn. I always believe in you. I always believe in you. Câu 6. Bạn có muốn tham gia vào đội của chúng tôi không? Would you like to join in our team? Would you like to join in our team? Câu số 7. Tôi sẽ ghé thăm bạn khi tôi ở Hà Nội. I will drop in you when I'm in Hanoi. I will drop in you when I'm in Hanoi. Câu 8. Chúng tôi chuyên về thiết kế thời trang. We specialize in designing fashion. We specialize in designing fashion. Câu 9. Bạn phải làm thủ tục đăng ký 2 giờ trước khi bay. You must check in two hours before the flight. You must check in two hours before the flight. Câu số 10. Anh có thể giúp tôi cắm máy tính không? Can you help me plug in the computer? Can you help me plug in the computer? Câu số 11: Hãy vào xe của tôi đi. Get to my car. Get to my car. Câu số 12: Anh ấy đã thành công trong kinh doanh online. He succeeded in online business. He succeeded in online business. Câu số 13: Xin hãy cho tôi vào cuộc họp. Please let me in the meeting. Please let me in the meeting. Câu số 14. Bạn đã nộp bài viết khi nào vậy? When did you hand in your writing? When did you hand in your writing? Câu số 15. Anh ấy đang yêu một người bạn cùng lớp. He's falling in love with one of his classmates. He is falling in love with one of his classmates.